Xin chào quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn là một kỹ thuật lắp camera, các sản phẩm camera của hãng camera Hikvision, thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã quá quen thuộc với ứng dụng xem camera Hikvision trên điện thoại, đó là ứng dụng HikConnect. Trước đây thì chúng ta có thể vào chợ ứng dụng App Store trên iPhone hoặc là CH Play trên các cái điện thoại sử dụng hệ điều hành Android để chúng ta có thể tải về và có thể cập nhật trực tiếp thông qua chợ ứng dụng. Tuy nhiên thì từ tháng 4 năm 2020 thì do có một số thay đổi từ phía hãng, chính vì thế mà chúng ta sẽ không thể tải về trực tiếp trên các cái điện thoại sử dụng hệ điều hành Android nữa. Đối với các điện thoại iPhone thì chúng ta vẫn có thể cài đặt bình thường và cập nhật bình thường. Chính vì vậy mà ngày hôm nay mình sẽ làm một video clip để hướng dẫn quý vị và các bạn cách có thể tải ứng dụng HikConnect để cài đặt trên các cái điện thoại smartphone sử dụng hệ điều hành Android. Đầu tiên thì để tải ứng dụng về thì quý vị và các bạn sẽ truy cập cho mình vào trang web của hãng. Đó là trang web hikvision.com. Sau khi truy cập vào website của hãng thì chúng ta sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì chúng ta sẽ vào phần support. Sau đó chúng ta sẽ vào mục download. Tiếp theo chúng ta sẽ vào mục software ở đây. Và chúng ta sẽ cho nhìn thấy mục trong mục software sẽ có rất nhiều các cái phần mềm hỗ trợ để xem camera Hikvision cũng như là điều khiển camera Hikvision. Thì chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ nhìn thấy có một ứng dụng tên là HikConnect ở đây. Chúng ta sẽ click vào. Thì website sẽ điều hướng cho chúng ta sẽ đến một cái trang như thế này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục click vào HikConnect Software ở đây. Sau đó thì trình duyệt sẽ mở ra cho chúng ta một trang mới. Ở đây chúng ta có thể tải về các cái ứng dụng để có thể cài đặt lên các cái điện thoại smartphone. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái khu vực các ứng dụng dành cho hệ điều hành Android này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tải về các cái ứng dụng để cài đặt trên hệ điều hành iOS. Ở đây thì đối với các bạn đang sử dụng điện thoại sử dụng hệ điều hành Android thì chúng ta sẽ vào phần Android và tải về cho mình cái ứng dụng có tên là HikConnect ở đây. Đó. Chúng ta sẽ bấm download bình thường thôi. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng điện thoại smartphone Android để chúng ta sẽ quét cái mã QR code hiển thị trên màn hình. Ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái ứng dụng khá là quen thuộc với chúng ta, đó là ứng dụng Zalo để quét cái mã QR code này. Đầu tiên chúng ta mở ứng dụng Zalo lên thì ở phía trên cùng bên phải các bạn có thể nhìn thấy dấu cộng ở đây. Các bạn bấm vào dấu cộng và chọn quét mã QR. Tiếp theo thì ứng dụng sẽ mở lên camera và chúng ta quét vào cái mã QR code thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào nút có khi mà ứng dụng hỏi là các bạn có muốn mở cái đường link này bằng trình duyệt web hay không. Thì chúng ta bấm vào có ở đây. Sau đó thì ứng dụng sẽ mở cho chúng ta một đường link và chúng ta sẽ thấy được có một install ở bên phía dưới cùng này. Thì chúng ta sẽ bấm vào nút install ở đây. Như vậy là điện thoại đã tải cái ứng dụng HikConnect về và chúng ta chờ một lát để cho điện thoại sẽ tải cái ứng dụng này về trong bộ nhớ của điện thoại. Như vậy là điện thoại đã tải xong ứng dụng về thì chúng ta sẽ chọn vào trong cái ứng dụng này. Điện thoại sẽ mở lên thì chúng ta sẽ bấm vào nút cài đặt thôi. Do là cái ứng dụng này chúng ta cài đặt bằng cái file cài đặt tải từ trên web về điện thoại mà không qua chợ ứng dụng CH Play. Chính vì thế mà chúng ta sẽ phải mở cái cho phép từ nguồn không xác định. Chúng ta sẽ mở cái quyền cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định lên.
Đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần cài đặt ở bên dưới này, chúng ta bấm vào nút cài đặt. Chúng ta sẽ chờ một lát để cho điện thoại cài đặt ứng dụng HitConnect vào trong điện thoại. Sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản HitConnect và xem camera như bình thường. Như vậy thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt ứng dụng HitConnect lên các cái điện thoại smartphone chạy hệ điều hành Android. Đối với các điện thoại iPhone sử dụng hệ điều hành iOS thì chúng ta vẫn có thể cài đặt trên App Store như bình thường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.